Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các cấp ủy đảng tại cơ sở luôn quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức đảng, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số. Trên thực tế, bằng những chủ trương, cách làm mới phù hợp với tình hình thực tiễn đã giúp công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số đạt nhiều kết quả. Được đứng vào hàng ngũ của đảng là một vinh dự lớn của Sần Thó Mơ. Trở thành một đảng viên, Cô gái Hàn Nhìn này đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức, trong hoạt động chủ động, tích cực hơn trong công tác xã hội. Trước kia thì cũng hạn chế một chút về các cái về hoạt động tham gia. Còn đến bây giờ thì tôi thì cũng đã học hỏi được rất là nhiều từ thế hệ các đảng viên ưu tú trước. Tôi cũng đã tự tin hơn. Đảng bộ xã Y Tý có 180 đảng viên sinh hoạt tại 17 chi bộ, trong đó có 12 chi bộ nông thôn. Phát triển được đảng viên là người dân tộc thiểu số tại một địa bàn khó khăn như Y Tý không phải là việc dễ dàng, vậy nhưng thực tế số lượng đảng viên dân tộc thiểu số mà Y Tý kết nạp được mỗi năm luôn có chất lượng đảm bảo. Đảng viên sau khi kết nạp phát huy tốt được vai trò tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm, thực sự là những hạt nhân nòng cốt ở cơ sở. Năm 2012 ấy, thì mới có ba đảng viên ở trong thôn thôi. Đến giờ thì đã phát triển đến 10 đảng viên rồi. Mỗi đảng viên đã vào đảng ấy, thì sẽ lưu ý để ý đến những quần chúng ưu tú để giới thiệu giới thiệu lên xã để kết nạp vào đảng. Nhờ có những biện pháp tập trung chỉ đạo đồng bộ, hàng năm công tác phát triển đảng ở đảng bộ xã y tế đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Riêng năm tháng đầu năm nay, y tế kết nạp được 8 đảng viên mới. Thứ nhất là cái việc tuyên truyền, nhận thức hai là cái việc là, là, theo dõi những cái đồng chí đoàn viên thanh niên ưu tú của thôn bản cái này chúng giao chúng tôi giao cụ để cho từng chi bộ nắm rõ và theo dõi để làm sao kết nạp những thành viên thành phần ưu tú nhất. Khó khăn lớn nhất trong công tác phát triển đảng ở y tế chính là nguồn quần chúng ưu tú là người dân tộc thiểu số không nhiều, trong khi yêu cầu công tác phát triển đảng vẫn phải là chất lượng. Chính vì vậy, trong thời gian tới, Đảng bộ xã y tế sẽ tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp để tuyên truyền vận động, nâng cao chất lượng, số lượng quần chúng ưu tú trong cộng đồng dân cư tạo nguồn cho đảng